Sau đợt mưa kéo dài thì nhiều nơi đã xảy ra tình trạng sụt lún, sạt trượt đất nghiêm trọng và nhiều vết nứt gãy, ghi nhận tại Đắk Nông. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã cố gắng để khắc phục sự cố trên đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, những vết sạt trượt ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng hơn và chưa rõ nguyên nhân. Tại thành phố Gia Nghĩa, trên tuyến quốc lộ 14 cũ, vết nứt ngày càng mở rộng, dấu hiệu nghiêm trọng hơn khi có độ chênh lớn hơn cả mét so với nền đường. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho nhân dân, chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo khu vực bị ảnh hưởng, phân luồng xe đi lại, đồng thời tiến hành di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Còn tại huyện Tuy Đức, sau những tiếng động lạ xuất hiện các vết nứt, sạt lở, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các vết nứt có chiều dài hàng trăm mét, rộng 10 đến 15 cm, tại nhiều bon có người dân sinh sống. Hiện tượng rất rõ ràng rồi, nguy cơ rất lớn, trượt, sạt, lún, đặc biệt các hộ dân ở cái khu vực mà báo động. Thì trước mắt thì giao chính quyền địa phương và các sở ngành là làm sao đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân và sau đó là tài sản. Cái việc thứ hai thì cũng Ủy ban tỉnh sẽ có những văn bản báo cáo các bộ ngành trung ương và sớm đề xuất các giải pháp. Các bộ ngành trung ương cử các đoàn chuyên gia trên các lĩnh vực địa chất vào khảo sát đánh giá hỗ trợ Đắk Nông để chúng tôi có cái phương án về lâu dài. Tình trạng sạt trượt xuất hiện vết nứt này xảy ra ở nhiều huyện. Mới đây là huyện Đắk Song và Đắk Hờ Long khiến nhiều tuyến đường bị hư hỏng, nhiều hộ dân bị cô lập do tuyến đường bị ngập. Diễn biến thời tiết vẫn đang rất cực đoan, khó lường nên có khả năng sẽ còn nhiều vết nứt xuất hiện do yếu tố địa hình đồi dốc.